Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Được hỏi có nhớ con không, Triệu Lệ Dĩnh rơi nước mắt trả lời, nhưng từng câu từng chữ là nhắc tới Phùng Tiểu Phong. Sau khi ly hôn, mối quan hệ của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong liên tục trở thành tâm điểm của công chúng. Đột ngột tuyên bố ly hôn với Phùng Tiểu Phong vào tháng 4 năm nay, Triệu Lệ Dĩnh khiến hàng triệu fan tiếc nuối cho mối quan hệ tưởng chừng vô cùng ngọt ngào và lãng mạn của cô với thiếu gia đình đám của Cbiz. Sau khi quyết định đường ai nấy đi, giờ đây con trai tưởng tượng của cả hai người sống cùng bố và ông bà nội. Còn nữ diễn viên chịu cảnh đi đi về về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải để vừa tiền cho việc chăm con, vừa tiền cho lịch trình hoạt động. Trang Soho mới đây có một bài viết gây xôn xao dư luận khi đưa ra thông tin trong một lần phỏng vấn khi được hỏi rằng có nhớ con trai hay không. Triệu Lệ Dĩnh liền bật khóc. Cô bộc bạch với phóng viên rằng con trai là mối quan tâm lớn nhất của tôi. Tôi ước rằng con có thể ở bên cạnh mình. Không chỉ vậy, từng câu từng chữ trong lời chia sẻ của nàng Sam Sam còn nhắc tới Phùng Tiểu Phong. Anh ấy là một người tốt, rất biết chiều vợ thương con. Trang Sahu cho rằng vì câu trả lời này mà Triệu Lệ Dĩnh vô tình để lộ rằng cô từng yêu ông xã vô cùng đậm sâu. Chỉ tiếc rằng giờ đây cả hai đã chia tay. Mối quan hệ hiện tại của hai người khiến bao fan phải tiếc nuối. Tuy nhiên đây vẫn là một thông tin khiến dân tình bán tính bán nghi. Lý do là bởi sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh nhận rất ít lời phỏng vấn. Trong đó chưa từng có nội dung nào chia sẻ về việc nữ diễn viên nhớ con trai, đã đồng tới chồng cũ. Cả hai vẫn né tránh và không chia sẻ về nhau bất cứ phương tiện nào từ mạng xã hội cho tới truyền thông. Chính vì điều này mà không ít người cho rằng bài báo của Sahu là sai sự thật. Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn dành nhiều thời gian cho bản thân. Sắp tới, theo lời chia sẻ của cô sẽ đi quay phim và một số hoạt động, sự kiện nhỏ lẻ khác. Triệu Lệ Dĩnh sinh con trai vào tháng 3 năm 2019. Từ đó, cô giảm cường độ làm việc, dành thời gian bên con. Sau khi công bố ly hôn hồi tháng 4 đến nay, Triệu Lệ Dĩnh chủ yếu sống tại Thượng Hải. Trước đó, cô định cư tại Bắc Kinh. Nhiều tháng qua, nữ diễn viên không nhận phim mới, ít xuất hiện trước truyền thông. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ cô đang đọc kịch bản, có thể sẽ gia nhập đoàn làm phim vào tháng 9. Bộ phim tiếp theo của nữ diễn viên dự định là Dã Man Sinh Trưởng. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong thông báo kết hôn từ ngày 16 tháng 10 năm 2018, trùng với sinh nhật của nữ diễn viên. Trong thời gian sống chung, hôn nhân của Phùng Tiểu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên vướng phải tin đồn tiêu cực. Đến tháng 4 năm 2021, hai nghệ sĩ tuyên bố ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 là tiểu hoa đán 8X hàng đầu Trung Quốc. Cô được biết đến với các tác phẩm như Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Tiên Cốt, Sở Kiều Truyền, Minh Lan Truyền, Hiểu Phỉ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.